Bộ Y tế chiều 6 tháng 8 cho biết cả nước ghi nhận thêm 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 20 ca ở Đà Nẵng, 6 ca Quảng Nam, 1 ca Bắc Giang có liên quan đến Đà Nẵng và 3 ca nhập cảnh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong ngày có thêm 11 ca được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, sáng 6 tháng 8, Bộ Y tế công bố 4 ca mắc mới COVID-19 gồm 3 ca ở Quảng Nam, 1 ca ở Hà Nội với số mã bệnh nhân đến 717. Chiều cùng ngày, Bộ Y tế cũng đã công bố ca mắc COVID-19 thứ 10 tử vong liên quan đến dịch bệnh này tại Việt Nam. Đây cũng là ca tử vong thứ 2 trong ngày. Bệnh nhân là ca mắc mới COVID-19, Bộ Y tế chưa kịp thông báo. Theo Bộ Y tế, ngoài ca tử vong này, vẫn còn một số bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao trong thời gian sắp tới do bệnh lý nền nặng và cao tuổi. Như vậy, đến 18 giờ ngày 6 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 747 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 295 ca, số ca điều trị khỏi là 392 ca.